Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề video về sản khoa và mình cùng nhau tìm hiểu một series video liên quan đến chủ đề bệnh học tiếp theo, đó là đái tháo đường thai kỳ. Và với chủ đề này thì chúng ta có hai video để cùng nhau thảo luận. Video đầu tiên là tìm hiểu về danh pháp và cơ chế sinh lý bệnh của đái tháo đường thai kỳ. Video thứ hai sẽ đề cập đến phần các xét nghiệm tăng đường huyết thai kỳ và hướng quản lý của đái tháo đường thai kỳ. Đối với video đầu tiên thì chúng ta có hai nội dung chính, đó là danh pháp và cơ chế sinh lý bệnh, nhưng chủ yếu tập trung vào phần sinh lý bệnh thôi. Về phần danh pháp, đi sơ lược một chút về hệ thống danh pháp nè. Tăng đường huyết thai kỳ là hyperglycemia in pregnancy hay là HIP nè. Đây là chỉ các biến động tăng đường huyết trong cái quá trình mang thai. Và HIP này người ta chia thành hai nhóm là đái tháo đường trong thai kỳ là diabetes in pregnancy. Đây là cái đái tháo đường đã được chẩn đoán trước, đã được biết trước, hay là cái bệnh nền á. Đái tháo đường được xem là bệnh nền và mang thai chồng lấp lên trên. Còn thứ hai, khái niệm thứ hai liên quan đến đái tháo đường thai kỳ là gestational diabetes mellitus, là liên quan đến đái tháo đường trong thai kỳ, là nguyên nhân là do thai kỳ nó gây ra cái tình trạng đái tháo đường này và chẩn đoán lần đầu trong khi mang thai. Đó là hai cái khái niệm liên quan đến cái hệ thống danh pháp. Và cái nguồn tài liệu mình làm cái series video về đái tháo đường nó vẫn là quyển bài giảng sản khoa của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 ha. Rồi đi vào phần thứ hai, đó là cơ chế sinh lý bệnh. Thì khi nhắc đến đái tháo đường á, chúng ta không thể nào không nhắc đến insulin. Đây là một cái chất rất là quen thuộc, ít nhất là trên kênh của mình. Insulin, vai trò chủ đạo của nó trong thai kỳ đó là chuyển hóa glucose và lipid. Insulin thì bị biến động rất là mạnh trong thai kỳ. Ở đây mình quan sát lại một chút về cấu tạo của insulin. Nó được cấu tạo từ hai chuỗi là chuỗi A và chuỗi B. Insulin là một cái protein gồm có 51 acid amin. Chuỗi A thì có 21 acid amin nè, chuỗi B thì có 30 acid amin. Giữa chuỗi A và chuỗi B thì nó có các cầu nối disulfur. Đấy là cấu tạo của insulin. Và insulin thì được tiết ra từ tuyến tụy. Ở đây mình mô phỏng lại một chút về tuyến tụy ha. Mình hiểu sao bữa nay vẽ cái hình thấy đẹp đẹp á. Đây là phần tuyến tụy nè, đây là phần duodenum hay là phần tá tràng, là cái đầu tụy nè. Thì phần tuyến tụy khi mình cắt ra, phần bên ngoài này chính là phần tụy ngoại tiết liên quan đến chức năng của sinh lý tiêu hóa rồi. Bên trong đó là tụy nội tiết. Nội tiết thì nó có ba nhóm tế bào là tế bào gamma nè, tế bào alpha và tế bào beta. Chủ yếu mình đánh tập trung vào phần beta, bởi vì beta cell sẽ tiết ra insulin. Và insulin thì được cấu tạo từ bên đây, mình đã đề cập trước đó rồi. Vậy thì mình nhớ vấn đề là cấu tạo của insulin và cái nguồn gốc tiết ra insulin. Tiếp theo đó là phần chức năng của insulin. Thì ở đây đề cập đến hai cái chức năng chính là liên quan đến chuyển hóa glucose và lipid thôi. Là nó giúp đưa glucose vào bên trong tế bào. Đó là vai trò đầu tiên, để làm giảm lượng glucose trong máu. Cái vai trò thứ hai đó là trong máu á, thì nó có các triglyceride. Và insulin thì sẽ kích thích tế bào nội mô mạch máu tiết lipase để cắt cái triglyceride này thành các axit béo tự do, sau đó vận chuyển axit béo tự do đi đến mô mỡ dự trữ. Đó là hai cái vai trò chính của insulin. Như vậy thì tóm lại tại thời điểm này thôi nha, chưa khép lại video đâu. Thì mình có hai vấn đề cần phải nắm ở đây. Thứ nhất là liên quan đến phần danh pháp là tăng đường huyết trong thai kỳ. Thì có hai danh pháp chính, đó là đái tháo đường thai kỳ và đái tháo đường thai kỳ. Đái tháo đường trong thai kỳ và đái tháo đường thai kỳ nha. Rồi về insulin thì mình nắm là nguồn gốc tiết ra nó là từ tế bào beta của tuyến tụy nè, có hai chuỗi A và chuỗi B liên kết với nhau bởi cầu nối disulfur. Rồi chứ cái vai trò của nó là đưa glucose vào bên trong tế bào, và cái thứ hai là chuyển hóa triglyceride thành axit béo tự do để đưa đến mô mỡ. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái cơ chế chính của đái tháo đường thai kỳ. Cơ chế của đái tháo đường thai kỳ thì nó sẽ phối hợp, chủ yếu là phối hợp hiện tượng đề kháng và cái việc làm giảm sản xuất insulin. Trong giai đoạn sớm thì có hiện tượng tăng nhạy với insulin này. Tăng nhạy insulin này là do sự tương tác của các steroid. Vì trong giai đoạn sớm của thai kỳ thì nồng độ estrogen và progesterone nó thấp. Tuy nhiên là cái cán cân giữa estrogen và progesterone này thì nó lệch về estrogen, tức là estrogen nó ưu thế hơn. Mà progesterone là cái chất gây ra đề kháng insulin, còn estrogen là yếu tố bảo vệ. Estrogen ưu thế hơn, nghĩa là lúc này nó làm tăng nhạy với insulin hơn, do estrogen nó chọi hơn progesterone. Tuy nhiên giai đoạn sau thì bắt đầu nó xuất hiện những cái chất, những cái hormone khác gây ra hiện tượng đề kháng insulin, mà chủ yếu chính đề cập đến đó là HBL. HBL thực ra là nó
mình đã có đề cập đến trong một cái video nào đó trước đây, trong cái chuỗi video về sản khoa rồi, liên quan các hormone trong thai kỳ á. Rồi, HPL là Human Placental Lactogen. Tuy nhiên trong video đó thì mình có đề cập sương sương thôi, chứ nó không có đi quá sâu vào cơ chế. Thì thực tế HPL này á, nó làm giảm phosphorin hóa IRS1, dẫn đến cơ chế đề kháng. Thực tế như thế nào? Bây giờ mình quan sát cái màng tế bào đây ha. Đọc cái đó nó không hiểu gì đâu. Rồi, màng tế bào đây, đây là cái thụ thể insulin nè, đây là thụ thể xuyên màng. Và khi insulin gắn vào thụ thể thì nó dẫn đến hoạt hóa hay là phosphorin hóa insulin receptor substrate 1 là IRS1 nè. Chính chính vì hoạt hóa hay là phosphorin hóa được cái IRS1 này á, nó mới dẫn tới một một loạt các phản ứng hay là một cái dòng thác tín hiệu để đưa cái glut 4 nè. Đây là cái kênh vận chuyển glucose. Đây, vận chuyển glucose từ bên ngoài tế bào vào bên trong tế bào. Nghĩa là glucose muốn đi vô được thì phải có cái kênh này, mà muốn có kênh này thì bắt buộc phải phosphorin hóa được cái IRS1. Rồi, vậy thì trong trường hợp HPL, HPL nó tác động như thế nào? Nó làm giảm cái sự phosphorin hóa của IRS1 này. Giảm sự phosphorin hóa thì dẫn đến là cơ chế đề kháng, dẫn đến giảm cái giảm số lượng kênh glut 4 này để đưa glucose vô. Đó là cơ chế đề kháng thứ nhất. Cái cơ chế thứ hai là trong trường hợp cơ chế thứ hai sẽ giúp mình giải thích được là cái tình trạng đề kháng insulin ở những thai phụ bị béo phì á. Trong trường hợp xuất hiện những cái yếu tố viêm như là TNF alpha này, là các cái cytokine, rồi axit béo tự do, đây nó sẽ hoạt hóa một cái yếu tố là IKK này, đây là cái chất ức chế kinase. Kinase thì khi mà hoạt hóa cái IKK này á, nó làm ức chế cái IRS1, đây cũng là dẫn đến hiện tượng đề kháng. Vậy nó tóm lại cơ chế đề kháng là nó làm giảm hoặc là làm ức chế cái hoạt động của IRS1, giảm cái sự phosphorin hóa của IRS1, dẫn đến làm giảm số lượng glut 4 đi lên màng tế bào và giảm đưa glucose vào bên trong tế bào. Đó là cơ chế đề kháng chính. Như vậy thì mình quan sát cơ thể đáp ứng như thế nào. Bây giờ khi mà tế bào beta cell của tuyến tụy tiết các insulin gắn vào thụ thể nè và gây ra tác động, thì trong trường hợp bây giờ tế bào nó bị ít tác động, tức là vẫn với lượng insulin ban đầu á, thì IRS này nó hoạt hóa không đủ nhiều, phosphorin hóa không đủ, thì dẫn đến tế bào này nó cảm thấy là có thể là thiếu insulin rồi, cho nên là nó kích thích tế bào beta cell của tuyến tụy sản xuất thêm insulin, tức là cần thêm một cái lượng insulin nữa để có thể tăng cường hoạt hóa IRS1. Thì đối với những người thai phụ bình thường á, là những người thai phụ mà họ không có diễn tiến tới đái tháo đường, thì họ sản xuất tăng được đủ cái lượng insulin mà cơ thể cần. Còn đối với trường hợp mà những người thai phụ mà có tuyến tụy nó bất ổn sẵn rồi á, nó tăng cái lượng insulin nó không đủ dẫn đến đái tháo đường thai kỳ. Đó là cơ chế bình sinh của đái tháo đường thai kỳ. Hy vọng là cái phần này mình không diễn đạt quá rối, tại vì đây là cái video mà mình quay ngay phía sau cái phần series video về dược lý của tăng huyết áp, thành thử ra là cũng khá là đuối rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.